nắng phát là chạy tam đảo luôn anh em ạ. Trời nắng đẹp như này mà không chạy tam đảo hơi phí nhỉ. Chạy nhanh không mẹ, dịch nó đến là hết mẹ thanh xuân đúng không? À, em được tìm rồi. Em đi làm gì đây? Chết rồi. Mẹ nhìn chỉ bước. Tưởng anh lùi hụi anh lắp con cá voi ơi, anh lắp con xù chán. Tưởng anh đấy lùi hụi anh lắp con cá voi ơi, anh lắp con xù. Đây cá ơi. Cá chung dây. Di chuyển rồi. Hello anh. Hôm nay đông vãi đái. Đúng không? Ai rồi, team chạy sau đây rồi. Đây là toàn team chạy sau cả. Team chạy trước đấy, đấy chốt cái là loại xe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 xe. Ác thật. 13 xe chạy tam đảo. Chiến quá. Có cả voi này không? Đấy, một. Đấy nhìn. Đó, thấy chưa? Cá đấy kìa. K3 đi cả voi, bản mờ luôn. Quá đẹp. Hay là
phê lắm à. Phê. Anh em chạy sung quá, mẹ lạc con mẹ cả ba xe rồi. Khổ vãi lìn. Chạy sung quá anh em lạc cả ba xe rồi. Không, nó có rộng mà, nó nhìn hết. Bố đi, bố đi. Anh em giờ đợi này. Đây 12 xe, 11 xe, giờ còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 xe, lọc 3 xe.
đảo rồi anh em ơi. Tam đảo. Thank you.
kia lên quạt gió, còn mình cũng lên quạt gió đây. Đẹp vãi trưởng. Đẹp đấy. Để anh chụp chân dung này. Có máy đâu nhở? Túi. Ừ, góc này đẹp. Thế đặt ngồi đây em chú ạ. để đi ra ngoài luôn này. Anh ngồi đây em chú ạ. Mát phái trưởng luôn. Anh Toàn nói không quay à? Anh Toàn anh hôm nay không quay à? Đúng như kiến. Không nhìn gái đâu. Cửa anh anh Dũng á. Để như nào đẹp. Như nào đẹp. Dầu cạo nhá. Rồi. Dạo này suy nghĩ nhiều quá cho nên là ok anh. Rồi anh dây. Dây ra đi. Đến lượt. Mới đang định đóng. Không có cái trách nhau sao. Đang định đóng. Cái kính anh mượn à? Bị làm sao nhở? Anh mượn kính nào? Cho anh mượn kính. Có bạn trai chưa? Em có chưa? Có bạn trai chưa? Tí anh không có quả. Em nhiều bạn trai quá. Được rồi. Quay đây một tí. Rồi, một này bạn. Chuyên ra chụp ảnh. Tắm đảo chụp thế này thì mẹ chỉ thấy cái mặt chứ không thấy cái gì. Quay được anh không đấy? Từ. Vẫn ra đấy. Quay được anh không? Nhìn anh Tuấn nóng lên tận đâu. Đang ra hẳn kia kìa. Anh Tuấn nóng. Đó đây nhìn đây. Ông Tuấn nóng tận. Nhìn quá rồi. Không có mấy đoạn đi đường thẳng là quay được. Còn mấy đoạn cua cua con Tam Đảo này thì chịu rồi. Nhìn chiêu nhỉ. Chiêu đẹp vai. Chiêu nhỉ. Tí có xuống dưới kia không? Tí xuống kia ngắm hoa hôn không? Hay là ở trên này luôn? Tí xuống. Cái tối nhanh lắm. Thích là được. Qua để điều khiển. Ôi dồi ôi, nhìn vững chính quá. Anh có hai quả thôi. Giám xe. Dễ pro. Anh ơi đừng chụp cam thường nhá. Xem qua đã. Nó có kính chất đấy. Chụp nghiêm túc đi em. Nghiêm túc hơn nhưng mà chụp nhiều fake đi. Bây giờ người em mặt nhiều giáp như thế này. Anh lại chụp có mỗi phía trên thì thật sự điều em thấy hơi buồn. Ở đây đẹp 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 đây đây rồi như thế này như thế này đây đẹp quá ok đẹp một hai ba đẹp đây là tí nữa nhậu con chèn đây đây ok chưa chụp ảnh đấy đẹp quá trưởng luôn 7:59 đi thôi nhỉ rồi cái này quay cắt này phải đúng 8 giờ lên xu hướng 8 giờ lên phương hướng đây đúng 8 giờ lên xu hướng đấy cái thiếu một phút đẹp không ánh sáng nó đẹp lắm ôi trời đúng rồi nhìn đây một tí Long lại trầm thế, như nãy không được dẫn đoạn đấy sao, trầm thế. Quá chán em ạ. Ủa, đặc cấp không? Ủa, mẹ, xin chào.
Đấy, đấy. Đẳng cấp. Nhìn ra đấy. Xin kiểu. Đạt ơi. Đâu, Đạt ơi. Đây, đây, đây. Nó phải như này. Đâu. Sao không, em không được cái kiểu đó. Nhìn góc nghiêng, góc nghiêng. Chủ tịch Minh chụp được như thế. Anh chụp lại thứ này. Đấy, góc nghiêng. Quả mẫu uy tín đâu. Quá uy tín luôn. Kính đấy anh. Đâu. Tụi anh tìm quả mẫu quá uy tín luôn. Nhắm mắt là được. Trời ơi, lạnh thật. Mặc bộ này hơi lạnh. Mình phải mặc áo giữ nhiệt trong nữa này. Kính cận mà anh, kính cận mà anh. À đúng rồi, chủ rồi. Giáp anh ơi, bỏ giáp vào. Cái gì ấy? Rồi. Chủ tịch chưa trốn nữa. Đây, 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 đây. Được rồi, nhìn này. Đúng rồi, đúng rồi, nhìn kiểu đấy. Đứng lại anh chụp cho. Bỏ khẩu trang ra, bỏ khẩu trang anh chỉnh cho xinh luôn. Đấy, nhìn kiểu đấy đúng rồi. Kiếp trước anh ấy là phụ nữ mà. Mày là. Thật mà, kiếp trước anh là phụ nữ mà. Đúng không? Chứ anh em thông kết. Cái tuổi của mày đấy. Yeah. Okay, hai cả hai. Em chụp thêm một vài phô nữa rồi tí em chết. Anh Nghĩa ơi. Em thiết kế em chỗ nào? anh bảo Nghĩa thiết kế đó. Uy tín thế này các bạn. Đúng không? Muộn thôi. Cả lừng. Có công đấy, mời trả công đấy. Xôi xôi. Bộ bên kia trông chất là nó bắt mình ạ. Rồi. Đó là cơm. Nhìn bên kia mình, nhìn góc ngang đẹp hơn. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi, nhìn góc ngang đẹp hơn này. Đấy, thử tí tí chú em góc này xem nào. Đấy, rồi. Nhìn góc này mũi cao. Tết tết như thế đi. Tôi phải làm phần kiểu ảnh nữa. Dạ vâng. Chết suối rồi. Về thôi. Đổ cho. Ơ, thế không có gì à? Thế không có gì à? Chú nó định xin Facebook quay đấy. Em đứng xin quay thế. Xin thôi về. Chết. Chú anh bị gái gì ra xin Facebook. Chết. Hả? Chú ý gái gì ra xin Facebook. Mấy ba con nó chặn đầu trong nhà vệ sinh xin Facebook. Em quay được. Sợ. Sợ. Nào. Xem.
mọi người nhá.